Còn bên điện là đến truyền tải điện năng đi xa. Phương pháp dạy lạ ta. Thì cũng được, nhưng vấn đề dạy như vậy rồi mấy đứa có đi được song song không? Thầy cô thì dạy song song thì dễ lắm, mười mấy 20 năm đi dạy rồi mà, thì dạy song song thì dễ lắm. Nhưng mà dạy như vậy rồi mấy đứa có nắm được bài không? Tên Dạ, cái phần cơ dao động rồi thì con nắm, nhưng mà cái phần điện thì con bị rối ở chỗ mấy cái mạch, nhất là mấy cái mạch cộng hưởng. dạy cái đó dễ rối lắm, dạy cái đó người ta phân bố cái chương trình theo thứ tự nó cũng có lý do của nó mà, giống như kiểu bây giờ dạy cho con nít song song giữa đạo hàm với lại phép cộng phép chia chẳng hạn vậy thì nó cũng chết à. Học thì nhồi vào đầu thì nó cũng sẽ đến lúc học được thôi, nhưng mà nó làm như vậy mất mất đi hứng thú ấy nữa. Thôi bắt đầu ha. Nó ôn lại thêm một ít một hai bài nhỏ nhỏ của mạch RC, sau đó chúng ta sang mạch RLC. Chúng ta trước chưa chưa dạy sang mạch RLC đúng mấy đứa, mới cái mạch RC thôi đúng không, chưa có cái điện trở đó đúng không? Alo. Dạ đúng rồi thầy. Bài 153 này chúng ta làm chưa ta? Làm 153 thì làm chưa ta? Làm chưa nào? Mình hiểu. Lê Nguyễn Minh Hiếu. Dạ, hình như Bài chưa. này làm chưa nhỉ? Dạ, như chưa. Rồi, giờ Hiếu, rắn hỏi luôn nè. Mạch dao động LC được gọi là mạch dao động gì? Tự do, tách dần, cưỡng bức hay duy trì? Tự do. Tự do, tại sao tự do nhớ không? Dạ, tại hình như năng lượng được bảo toàn. Không, không phải. Tự do đâu liên quan đến năng lượng bảo toàn. Thế nào À, gọi là là một con nó người chỉ điện? nó phụ thuộc vào L với C. Đúng rồi ha, nó chỉ phụ thuộc vào đúng L với C thôi. Mạch này mà gọi là mạch LC mà nó chỉ phụ thuộc vào L với C thì gọi là mạch tự tự do mà chu kỳ nha, thành số. Rồi mà 153 nè, nó trích trong đề thi đại học năm 2010, lúc mà các bạn đầu đứa được khoảng 5 6 tuổi gì đó đúng không? Mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L, cuộn cảm này gọi là cuộn cảm thuần. Thế nào gọi là cuộn cảm thuần? Cuộn cảm thuần tức là nó không có điện trở. Nói vậy cho dễ hiểu ha. Có những cái sợi dây tạo nên cuộn cảm này không có điện trở. Chứ thực ra tất cả mọi cuộn cảm trên thế giới này đều không thuần. Tại vì nói cho cùng cuộn cảm cũng được quấn bởi những sợi dây. Và khi nó được quấn bởi những sợi dây thì chắc chắn là sợi dây đó có điện trở. Không ít thì nhiều. Ở đây những cái bài toán mà người ta cho cuộn cảm thuần, tức là người ta bỏ qua cái điện trở của cuộn cảm. Và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Và U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ. U và I là điện áp cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện. Hiểu? Cái U nhỏ với nhỏ gọi chính xác tên của nó là điện áp hay là hiệu điện thế hay là cường độ dòng điện gì? Dạ, tức thời. Tức thời ha. Rồi. Tại vì nó ghi rõ là tại thời điểm T nha. Vậy người ta tìm bắt chúng ta tìm cái hệ thức chính xác ở dưới. Thì đại khái là người ta muốn chúng ta tìm một cái đề hệ thức chính xác giữa cái chuyện y bình phương, y nhỏ bình phương á, bằng cái gì? À, bằng cái gì? Và bên kia thì không có cái hàm sin cos, bởi vì nếu mà cái hàm y thì thường là y không nhân cos, nhưng mà bên kia không có hàm sin cos. Điều đó chắc chắn là chúng ta phải tìm một cái biểu thức liên quan đến độc lập về thời gian. À, thì hướng đến y bình, y nhỏ bình thì chúng ta cũng nhớ là nó có một số cái phương trình như thế này ha. Y chia y không tất cả bình cộng với u chia u không tất cả bình bằng một, u là u c nha, y qua xc nha. Cái này không hiểu. Dạ nhớ. Thì từ đây chúng ta tìm cái y nhỏ bình thôi ha, hướng đến đây rồi thì cứ tìm thôi, tìm mình tìm cách biến đổi, viết nó ra xong thì cách biến đổi ha. Thì y nhỏ bình á, chúng ta chuyển cái này sang bên đây thành là một trừ cho u trên u c bình ha. Sau đó nhân y không bình lên, tức là chuyển về đổi dấu ha, nhân thêm cái mẫu số lên thì tìm được y nhỏ mình. Cái chỗ này có ai không hiểu nè, cái chỗ này có ai không hiểu không? Mà y không mình thì bằng y không thì bằng cái gì nhỉ? Hiểu nhớ Dạ, y không bằng omega nhân quy không. quy không bằng gì nhỉ? Dạ, Quy không bằng gì? quy không là hình như là bằng
C nhân U. C nhân U không. U không dạ. Đấy thì cứ bám vào đây mà giải thôi ha. Y không thì bằng omega nhân Q không, Q không thì bằng U không nhân C. À, cứ bám hết vào đây. À, mà omega trong bài toán điện một L mạch LC thì nó là gì ta? Dạ. Omega trong mạch LC là gì Hiếu? Dạ, omega trong mạch LC là một phần căn của LC. Ok, đó. Đến đây rồi các bạn chỉ cần biểu diễn nó theo cái U, theo cái C, theo cái omega là các bạn giải quyết được vấn đề. Ha. Tưởng tượng được không nào các bạn? Tưởng tượng được không? Thực ra ở đây á, nếu mà bạn nào gọi là nhạy hơn một tí nữa ha, thì chúng ta không cần thiết phải viết theo U đâu, mà chúng ta có thể viết theo Q được luôn nè. Đây nè, ngay từ đầu chúng ta cũng có cái biểu thức này luôn, không cần thiết phải viết theo U đâu, viết theo Q cũng được. Q trên cho Q không. Tức là chúng ta còn có một cái biểu thức này nữa, nhớ không Hiếu? Dạ nhớ, tại vì hai cái đó cùng pha. Đúng rồi. Thì về cơ bản thì chúng ta có thể viết như thế này, thì ngay chỗ này là chúng ta thay luôn cái Q không mình. Thay chỗ này chúng ta còn lại mỗi Q nè. Quên xin lỗi. Y không bình nhân với chỗ này là Q. Không. Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm tương tự như vậy được. Y không chia Q không bằng 1 trên omega nữa. Đúng không? Tại vì Y không thì bằng là à mà Y không chia Q không là bằng omega nữa. Đó. Thì chỗ này chúng ta có thể viết theo cái kiểu là tương tự như vậy được ha. Tùy chúng ta thôi ha, biến đổi theo kiểu nào là việc của chúng ta. Biến đổi theo kiểu nào là việc của chúng ta. Tức là chúng ta có hai cái mối liên hệ giữa Y với lại U hoặc là Y với lại Q. Bản chất vấn đề thì nó giống nhau cả. Được chưa nào, bài này có ai có thắc mắc gì không? Bạn này có ai có thắc mắc gì không mấy đứa? Dạ thầy ơi. Ừ. Tuần trước thầy kêu là tuần này kêu thầy giải bài 134 thầy. À ok. Rồi. Okay. Đợi xíu ha. Còn thiếu cái bài 154 này đã nha các bạn. Cái bài này á cho một cái mạch LC lý tưởng. Thời gian ngắn nhất để điện trường giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại. Thì các bạn có còn nhớ không? Thời gian ngắn nhất để động năng từ cực đại xuống còn một nửa động năng. Hoặc là thế năng từ cực đại xuống còn một nửa thế năng. Còn nhớ cái dạng bài này bên mạch bên dao động điều hòa không mấy đứa? Mấy đứa? Nhớ cái này bên dao động điều hòa không? Chúng ta bắt đầu từ cái công thức đơn giản nhất ha. Được chưa? Cái bài trên được chưa nè? Mấy đứa? Bài trên có ai thắc mắc gì không? Dạ không, thầy. Ừ. Rồi. Bắt đầu từ cái công thức đơn giản nhất của cái bài này ha. Đây.
động năng hay là giả định bây giờ chúng ta xét điện năng thì điện điện năng hay động năng hay thế năng thì nó cũng cũng có một cái mối liên hệ tương tự kiểu như này ha. Chúng ta thấy nè, điện năng cực đại á, mình viết ra nó là 1/2 Q không bình chia C. Nhớ không? À. Thì nó bằng gấp đôi lần, tức là giá trị cực đại này giảm xuống giá trị mới nè, giá trị mới của chúng ta là 1/2 Q bình chia cho C, một cái là Q không bình chia C, một cái là Q bình chia C. Và cái động năng cực đại này nè, nó đang gấp đôi cái động năng mà người ta đang đang khảo sát. À. Người ta muốn khảo sát. Vậy mình thấy nè, nó dẫn đến một cái chuyện là Q mà tại thời điểm người ta đang nói tới á là bằng Q không chia 2. Đúng không? Mà trong một cái dao động điều hòa, giả sử chúng ta vẽ một cái vòng tròn vector quay ha, dẫn độ vector quay của Q đi. Q có phải là một hàm số sinh cốt không? À. Như vậy chúng ta thấy nè, ban đầu á là cực đại, Q không cực đại. À. Và sau đó thời điểm ngắn nhất để Q không đạt được đến Q không chia 2 thì có phải chính là ứng với việc là cái vector này nó quay từ đây, nó quay lên cái góc trên này không? Đúng không? Sao cho cái này chiếu xuống nè, nhân cốt thì bằng là 1 chia căn 2. Đúng mấy đứa? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ đúng. Ừ. Vậy thì nó cần phải quay góc bao nhiêu mấy đứa? Từ cái vị trí cực đại nó quay, vậy mũi tên nó quay góc bao nhiêu? Quay nhỏ nhất là góc bao nhiêu? Giờ bị phần 3. Sai. Cốt ra 1 chia căn 2 mà. Cốt ra 1 chia căn 2 mà. Bị trên mấy? Châu Ngọc nhớ không? Dạ, bị trên 4. À, bị trên 4 hả? Đồng ý không? Vậy nếu nó quay bị trên 4 thì nó quay được mấy phần chu kỳ rồi? Nó thực hiện được mấy phần chu kỳ rồi? Thời gian ngắn nhất thì điện tích tiếp tục giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó. 1/8 chu kỳ. 1/8 chu kỳ. Ủa sao cái này là kỳ thời gian ngắn nhất để thăng lượng. Điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại. À, đây là 1/8 chu kỳ đúng không? Đúng chưa? Còn thời gian ngắn nhất để điện tích giảm trên tụ. Ok, rồi. Như vậy 1/8 chu kỳ là thứ nào? Là thứ này. Đồng ý không? Đúng không? Vậy chu kỳ ra nhiêu nè? T bằng 1/8 chu kỳ ha. T bằng 1,5 nhân 10 lũy thừa trừ 4 giây là bằng 1/8 chu kỳ. Giờ từ đó suy ra nè, chu kỳ là bằng bao nhiêu? 1,8 nhân 5 là 12 ha. À, 1,5 nhân 8 là 12 ha. Nhân 10 1 trừ 4. Đây. Rồi. Bây giờ câu hỏi của người ta là gì ta? Dữ kiện người ta cho là năng lượng. Và câu hỏi người ta là gì? Điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống một nửa giá trị đó. Điện tích mà muốn giảm cực đại thì tức là vector này phải quay góc bao nhiêu? Quỳnh Chi? Quỳnh Chi? Dạ thôi. Điện tích mà giảm từ cực đại tức là ly độ ban đầu cực đại, sau đó giảm về một nửa giá trị cực đại tức là góc quay là bao nhiêu? Nhớ không? Dạ, pi trên 3. Đúng rồi ha, pi trên 3 là mấy phần chu kỳ? Dạ, 1/6 chu kỳ. À, 1/6 chu kỳ ha. Rồi. Vậy suy ra T 1/2 Q0 bằng 1/6 T là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4 giây. Được chưa? Đúng không chị? Dạ, từ từ thầy con đang coi xíu. Dạ.
Dạ đúng rồi. Có bạn nào có thắc mắc gì không cái bài này nè? Có bạn nào có thắc mắc gì không? Hà Châu Anh. Hà Châu Anh. Không thầy ơi. Hiểu không? Hiểu bài không? Dạ hiểu. Ông Minh Vy hiểu không? Dạ hiểu. Alo. Dạ alo thầy ơi. Hiểu không? Dạ hiểu. Ha. Thầy ơi. Ơi. Con bảo không bị tên sao là 1/6T á thầy. Cái trên À. con hiểu rồi mà tại sao cái dưới mà điện tích nó giảm phân nổ thành 1/6T Đây nha, điện tích của em ban đầu cực đại đúng không? đó. Đúng rồi. Đúng không? Người ta Dạ. hỏi là từ thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ cực đại xuống một nửa. Tức là nó ứng với vector nó quay sao cho cái cốt của cái góc mới này nè. Nó bằng 1 phần 2 cái cực đại này. Đúng Dạ không? hiểu. Dạ. Đúng không? Đúng không? Dạ Đây. dạ. Vậy cốt 1 phần 2 là góc bao nhiêu? Cos 1 phần 2 là góc pi chia 4. À, cos 1 phần 2. Cos 1 phần 2 là pi chia 3. Pi Pi chia chia 3. 3 là mấy phần của chu kỳ? Quay một chu kỳ là quay 2 pi. Thì pi chia 3 là mấy phần? Pi chia 3 là 6. 1 phần 6. 1/6. Đúng À chưa? là tay chia 6. Dạ đúng hiểu. À, hiểu chưa nào? Dạ. Rồi, mấy đứa còn ai chưa hiểu bài không? Rồi. Nhắc lại nha, đừng có hiểu lầm nè. Cho đến thời điểm hiện nay á, là chúng ta đang học mạch LC, à quên, còn một bài 134 nữa ha. Để xem nào, 134 là bài như thế nào. Đây. Một mạch dao động gồm tụ 4 pha microfarad, cuộn dây có độ tự cảm là 0.9 mH. Không có điện trở thuần. Điện tích cực đại trên tụ là 2 microcoulomb. Hỏi tần số gốc và hỏi năng lượng. À. Thì cái bài này hỏi tần số gốc tức là hỏi omega ha. Các bạn còn nhớ cái tần số gốc là omega không? Đi thi mà không biết chết cha tần số gốc là cái gì thì mệt rồi ha. Thì omega thì dễ thôi ha. Nó chỉ đơn giản là lấy căn của 1 trên LC. Được chưa? Mấy đứa? Được chưa? Alo. Ủa cái bài này dễ mà sao tuần trước không dạy ta? Có lý do gì không dạy ta? Đây bữa đó hết giờ thầy. À ok. Omega đây chỉ đơn giản là gì? Là thế số thôi. Được chưa? Còn năng lượng của mạch, năng lượng toàn bộ thì là bằng năng lượng điện cực đại. Đúng nhá, năng lượng điện từ thì bằng năng lượng điện cực đại thì bằng năng lượng từ cực đại. À. Trong bài này chúng ta rất là dễ dàng tìm được cái năng lượng điện cực đại đúng không? Bởi vì điện tích cực đại người ta cho rồi. À. Tụ điện người ta cũng cho rồi. Thì nó có 1/2 quy không bình phương chia C là xong. Ví dụ đi thi á, cái đề này người ta khó khăn hơn. Người ta có thể hỏi ví dụ như là cường độ dòng điện cực đại trong mạch là bao nhiêu? Thì chúng ta có omega có quy không cũng tính được, nhưng nhiều khi các bạn hay quên ấy. Hay quên. Bài này có thắc mắc gì không nào mấy đứa? Lên đại học á, người ta sẽ chứng minh cho các bạn tại sao năng lượng điện là 1/2 quy bình. À, chia C. Tại sao 1/2 mà phải 1/3 hay không phải 1/4, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái này nó chứng minh được. Các bạn ở phổ thông học thuộc nhiều lắm. À. Nhưng mà lên đại học thì người ta chứng minh cho các bạn luôn lý do tại sao có cái công thức đó. Tại vì năng lượng là không phải tức thích đặt công thức nào là đặt đâu nha. Năng lượng là một cái gì đó
nó khá là quan trọng trong cái thế giới của chúng ta đó. Được chưa nào, có ai có thắc mắc gì về bài số 134 này không? Mấy đứa? Có ai có thắc mắc gì không? Đi tiếp nha. Đi tiếp được chưa? Có ai đang chép bài không? Là có con đang chép. Cho đến giờ phút này á, cái mạch của chúng ta, các bạn đừng hiểu lầm nha, cái chỗ này các bạn có nhiều bạn học qua rất là lâu rồi nhưng vẫn hiểu lầm, vẫn không hiểu. Các bạn đang học đến đây á, là các bạn có học có cái mạch L với C thôi. Và cái mạch này, này sau khi nạp điện cho tụ điện á, thì nó tự dao động. Chúng ta không có gắn nó vô cái nguồn nào nữa hết á. Gắn nó vô nguồn để nạp điện cho điện tích cho tụ điện thôi, sau đó chúng ta ngắt ra khỏi nguồn, nó tự dao động. Cho nên cái omega này á, là được tạo nên bởi dao động điện và từ của chính cái mạch đó. Dao động tự do. Đúng chưa? Ngày hôm nay chúng ta học sang một cái mạch mới. Cái mạch đó gọi là mạch RLC. Cái mạch đó có cái yếu tố gì đặc biệt? Từ nãy đến giờ chúng ta làm đến bài này á, là chúng ta đều nói rằng là chúng ta xét một cuộn cảm thuần. Một cuộn cảm thuần. Và chúng ta không có xét thêm một cái linh kiện rất quen thuộc của chúng ta ở phần điện của lớp 11. Đó là cái điện trở. Lý do là sao? Lý do là nếu chúng ta chỉ có mạch L với C thì cái năng lượng điện nó chuyển thành năng lượng từ. Sau đó năng lượng từ nó chuyển thành năng lượng điện. Sau đó năng lượng điện lại chuyển thành năng lượng từ. Nó cứ chuyển qua chuyển lại như vậy. Nó không mất đi đâu hết. Đó. Thực ra thì nó không mất đi đâu là sai nha. Lên đại học sẽ được chứng minh là nó mất. Mà nó mất nhỏ lắm. Cho nên không đáng kể. Nhưng mà nó không mất đi đâu hết. Cơ bản là như vậy, là phổ thông nó chấp nhận là nó không mất đi đâu hết. Bởi vì tất cả những gì mà năng lượng điện đã sụt giảm thì nó đã chuyển sang năng lượng từ rồi. Và tất cả những gì khi năng lượng từ tăng lên là lấy từ năng lượng điện, sụt giảm là chuyển sang năng lượng điện. Năng lượng không mất. Nó chuyển hóa qua lại. Tuy nhiên nếu như cái sợi dây làm cái cuộn cảm, hoặc nếu trong mạch này nói nôm na là có thêm một cái điện trở, thì bất cứ khi nào khi có dòng điện chạy qua điện trở, thì nó đều cũng sẽ làm cho điện trở nóng lên. Và khi điện trở nóng lên á, thì nó tỏa nhiệt ra bên ngoài. Nó mất nhiệt cho không khí. Và cái năng lượng mà nó mất cho không khí đó, nó không bao giờ được thu hồi lại để biến lại thành điện hay từ hết. Không. Khi mà nó biến thành nhiệt, khi mà dòng điện chạy qua điện trở, nó lại tạo ra nhiệt năng. Thì cái nhiệt năng đó nó không có cách nào thu hồi trở về để biến lại thành điện và từ hết. Không có. Cho nên cái mạch này mà nếu gắn L với C với R mà để cho tự dao động giống như hồi nãy, thì nó là một dạng dao động gì? Thiên ngân. Đoán được không? Một cái dạng dao động mà năng lượng cứ mất dần theo thời gian là dao động gì? Hồ thiên ngân. Dạ. Yeah. Một cái dao động mà năng lượng cứ mất dần đi theo thời gian. Dao động tắt dần. Đúng rồi, nó là một dạng dao động tắt dần. Đơn giản thôi, nếu một lúc nào đó trong mạch sẽ không còn cái dòng điện nữa. Vậy muốn mà cái dao động nó được diễn tiến tiếp thì người ta làm sao? Thiên Ngân, nhớ không? Là cung cấp bù thêm cái năng lượng mất đi. Đó gọi là dao động gì? Lúc đó gọi là dao động gì? Dao động duy trì. Đúng rồi. Thì dao động duy trì có một cái đặc tính rất quan trọng khác với dao động cưỡng bức là gì Thiên Ngân? Dạ là cái... Ở hai chữ duy trì. Duy trì tức là sao? Là em sẽ chỉ bổ sung để cho cái mạch đó nó dao động với tần số như cũ của cái mạch đó. Với biên độ như cũ của cái đối tượng dao động đó. Nhớ không? Thiên Ngân. Duy trì mà. Còn cưỡng bức thì sao? Cưỡng bức là nó áp bức, nó tạo ra một sự dao động coi như là không ngừng, nhưng mà đến từ tần số của lực cưỡng bức và đến từ biên độ quyết định bởi lực cưỡng bức và hệ. Nhớ không Thiên Ngân? Dạ.
À, cho nên dao động duy trì tức là sao? Là em sẽ tạo ra một cái dao động. Sau đó dao động sẽ có xu hướng tắt dần. Sau đó em sẽ bổ sung năng lượng để dao động nó đừng có tắt nhưng mà vẫn duy trì như cũ. Tức là một dạng hình thức gọi là con cái mà nó cần sự giúp đỡ thì gia đình vẫn giúp đỡ nhưng mà không ép buộc nó đi theo con đường của gia đình mà nó có thể giúp đỡ để nó có thể đi con đường của nó thôi. Hiểu chưa Thiên Ngân? Còn cái dạng dao động cưỡng bức á, là tôi áp lên anh một cái tác động và anh sẽ bắt buộc phải dao động theo cái tần số của tôi, tần số của lực ngoại lực. Tưởng tượng được không? Như được. À. Thì cái mạch RLC á, nó là cái mạch như thế nào? Nó là cái mạch chuẩn của gần như tất cả mọi thiết bị điện của các bạn đang có ở đây. Thì cái mạch đó nếu mà để tự dao động thì nó sẽ tắt dần. Cho nên á, tất cả những thiết bị điện của chúng ta đều phải được cắm vào một cái nguồn điện. Nhưng các bạn nên hiểu này. Đầu tiên là mặt logic. Mỗi mạch có L, có C khác nhau. Đâm ra là cái tần số riêng của mạch omega bằng 1 chia căn bậc 2 LC là nó khác nhau. Đâm ra là cái việc mà cung ứng dòng điện cho mạch, nếu mà chúng ta muốn duy trì thì cái điện lưới của chúng ta nó phải có hàng tỷ loại tần số khác nhau. Không, không làm được chuyện đó đâu. Cho nên á, cái mạch điện trong cái nhà máy hoặc là mạch điện trong cái gia đình chúng ta, điện nhà nước cung cấp, nó chỉ có một tần số thôi. 50 Hz. Cái tần số điện của nhà chúng ta là 50 Hz. Hiệu điện thế là 220V. Tí chúng ta nói hiệu điện thế sau. Tất cả mọi thiết bị điện mà cắm vô hai cái lỗ cắm trong nhà chúng ta thì bắt buộc phải hứng chịu một sự cưỡng bức từ mạch điện nhà nước với cái tần số là 50 Hz. Hiểu chỗ này không Thiên Ngân? Thiên Ngân? Dạ. Hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. À, tức là dao động đó là dao động gì? Cưỡng bức, tự do, duy trì hay là gì? Thầy đang nói cái chỗ mà tần số. Cắm cái mạch điện bất kỳ vô cái điện lưới nhà mình ấy, thì đều phải hứng chịu một cái dao động là 50 Hz từ điện nhà nước. Nó không bao giờ có cái chuyện mà có cái tần số khác hết. Tần số của điện nhà nước là 50 Hz. Như vậy nó là một dạng dao động gì? Duy trì, duy cưỡng trì bức, đó. Cộng hưởng hay cái gì? Để duy trì. Sai. Duy trì là trước nãy thầy nói rồi đó, duy trì thì phải sao? Duy trì. Duy trì là không đổi. Đúng, duy trì là phải là tần số riêng của hệ ban đầu cơ. Phải giữ được cái tần số đó, tức là cái tần số căn bậc 2 của 1 trên LC ấy, phải giữ được tần số đó thì mới gọi là duy trì, đúng chưa Thiên Ngân? Dạ. Mà bây giờ bất cứ một cái thiết bị nào cũng có L với C khác nhau hết. Rồi làm sao? Bây giờ điện nhà nước có hàng triệu loại tần số khác nhau à? Đúng không? Vậy là nó là cưỡng bức. Tại vì điện nhà nước thì chỉ làm ra được một tần số thôi. Tại vì cung cấp cho tất cả mọi người mà. Tôi đâu cần biết anh chế tạo thiết bị có L với C bao nhiêu. Anh cắm vô điện nhà nước thì anh phải nhận một cái tần số là 50 Hz. Như vậy đó là cưỡng bức. Được chưa? Dạ. Cho nên cái hiệu điện thế, xin lỗi, cái tần số góc omega trong bài toán điện xoay chiều mạch RLC á, nó không đến từ LC. Các bạn nhớ giùm thầy nha. Nó không đến từ LC mà nó đến từ cái nguồn điện cho cái tần số bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Nó là sự cưỡng bức. Vậy thì sự cưỡng bức á, trong cái dao động cưỡng bức á, thì hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào Thiên Ngân? Vậy dạ là khi A đấy, thấy chưa? Cái trường thầy nào chẳng học đến cái đoạn đó rồi. Yeah. Đúng không? Dạ, khi cái lực cũng bức bằng cái tần đặt số. Ra rồi. Sai từ khóa. Khi lực là sai từ khóa. Tần số. Khi có tần số cưỡng bức bằng. Tần số cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tác dụng lên. Ủa? Tần số cưỡng bức chính là ngoại lực đó em. Yeah. Cưỡng bức là từ bên ngoài cưỡng bức vào thì mới gọi là cưỡng bức chứ. Tần số của lực cưỡng bức trùng với tần số riêng của hệ. Yeah. Nhớ không? Tức là khi nào mà cái mạch có LC sao cho căn bậc 2 của 1 trên LC nó trùng với omega của nguồn
đúng chưa? Thì mạch này sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng. À, hồi nãy có bạn nào ở trên trường học đến cái học song song LC nhỉ? Học song song điện với lại cơ nhỉ? Quên rồi. Bạn nào hồi đầu giờ nói thầy á? Dạ, dạ con. À, thế bây giờ đã hiểu được cái khái niệm cộng hưởng trong mạch LC chưa? Dạ rồi. Ừ. Thì đơn giản lắm, cộng hưởng tức là khi mà vô tình cái omega này của mạch nào, sau này chúng ta sẽ gọi cái này là omega không. Omega riêng của mạch gọi là omega không, sau này mình sẽ gọi nó là như vậy. Ha. Và nếu vô tình cái omega không này vì một lý do gì đó mà nó trùng với omega của nguồn điện thì chúng ta có hiện tượng cưỡng, à, cộng, cộng hưởng. Hiểu chưa nào? À. Bây giờ mình đi sang nha, cái mạch DLC nó vốn như thế nào? Đây nè, mạch DLC. Nó có thể là một cái điện trở R mắc chung với LC. Đôi khi người ta không cho cái điện trở R này, mà người ta nói là điện trở thì điện trở trong một cuộn. Chỗ này là vừa có L vừa có R. À. Và mắc nối tiếp nha. Thời thầy học á, 21 năm về trước thì đại học của thầy là năm 2001 á. 20 năm về trước rồi. So với đứa 21 năm á. Là vẫn còn làm các bài toán điện xoay chiều mạch song song. À, không hiểu vì lý do gì đó 20 năm sau quay trở lại với chương trình giáo dục Việt Nam thì người ta bỏ cái đó rồi. Người ta giảm tải cho các bạn. Thì thôi được, giảm tải thì chấp nhận giảm tải vậy. À, chúng ta chỉ học một cái loại mạch duy nhất là mạch RLC nối tiếp. Và sau này khi các bạn lên học đại học mà vô tình học những ngành như điện điện tử, các bạn vô nó gặp một cái mạch hỗn hợp, để lúc đó các bạn mới xanh mặt rồi. Chưa quen mà. Phổ thông chưa học mà. Thôi được. Mạch RLC nối tiếp. Thì trong cái mạch RLC mà mạch nối tiếp thì cái gì là cái chung? Cái gì là cái chung? Châu Ngọc. Châu Ngọc. Alo. Dạ thầy. Trên một cái mạch nối tiếp thì các đối tượng này dùng chung một thứ gì? Dạ R. L thì nó có xài R chứ, C dạ, nó xài R. R thầy. Tại sao lại có chung R? Thằng L nó đâu cần, sao không có chung L hay chung chung C? Ba đối tượng này có một thứ dùng chung. Thứ gì? Xíu thầy. Nối tiếp đó. Nối tiếp thì có một thứ dùng chung. Dòng điện ở kia. Đúng không? Yeah. Cái dòng điện qua R nó cũng là dòng điện qua C, nó cũng là dòng điện qua L luôn mà. Được chưa? Yeah. Vậy nếu dòng điện á thì UL nó thế nào với UC? UL nó thế nào với lại Y? Nhớ không? UL thế nào với Y? Sao? Nhanh pha hay trễ pha? Hình như là trời ơi. Chạy biết bao nhiêu buổi rồi bây giờ vẫn còn hình như là. Y nè, nhớ không? Lên cuối, nhớ không? Dạ. Nhanh pha hay chậm pha? Nhanh pha. Góc bao nhiêu? Dạ. Góc bao nhiêu? Dạ, bên trên 2. UC sao? Dạ. UC thì sao? UC thì sao? Alo. Nhanh hay chậm? Ok. Lên cuối, nhớ không? Chú không? Y nè. Lên, cúi, lên, cúi. Như vậy UC nhanh hay chậm? Ủa Ngọc có đang nói không không? Nghe cái tiếng gì đó, nghe cái tiếng gì rè 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 chẳng nghe được gì cả. Bên em mạng bị gì rồi? Mấy đứa nghe thầy có rõ không? Dạ rõ.
Vậy phía bên Ngọc có vấn đề gì rồi? Thôi mình hỏi bạn khác nè, Hoàng Quân. Hoàng Quân. Hoàng Quân, UC thế nào so với Y? Trễ pha. Trễ pha bao nhiêu? P2. Bây giờ mình xét thử cái UR nha, cái đối tượng mới. UR nè. Ta đi đặt ôm, UR nó bằng R nhân với Y. Nó là giả sử là Y. Y là cái phương trình Y không nhân cốt đi ha. Thì UR có mấy đứa đơn giản là R nhân Y đi đặt ôm. U bằng R nhân Y. Và R nó là hằng số hay nhân vô. Vậy thì thằng này R nhân Y không nhân cốt. Thì gọi cái R Y không này là UR. Vậy Hoàng Quân nói thầy nghe coi. Giữa hai biểu thức như thế này thì UR so với Y thế nào về pha? UR so với Y thế nào về pha? Cùng pha. Cùng pha, đúng chưa? Vậy các bạn thấy nè ha. Giả sử Y thế này thì UL nó là UL, U0 của L. U0 của L nhân với cốt của omega T cộng pi chia 2. Tại sao cộng pi chia 2? Quân quân. Tại sao cộng pi chia 2? UL so với Y thế nào với nhau? Về pha. UL so với Y thì UL sớm pha. UL sớm pha. Sớm pha bao nhiêu? Pi chia 2. Mày biết vậy đúng không? Đúng không? Đúng nè. Đúng. UC trễ pha đúng không? Thì biết vậy đúng không? Dạ đúng. Với cái U0L thì bằng là Y0 nhân với lại là ZL. U0C thì bằng U0 Y0 nhân với ZC được không? Dạ được. ZC ZL là gì? Dạ cảm kháng và dung kháng và cảm kháng. ZC công thức là gì? ZC một chia omega C. ZL. Omega nhân L. Mạch này omega bằng nhiêu? Quyết định bởi LC không? Omega này có phải bằng một chia căn bậc hai của LC không? Không. Chứ bằng gì? Lấy từ đâu ra? Omega lấy từ đâu? Lấy từ trong trình xác định, lấy từ trong cái hàm cos. Lấy từ nguồn ra, nguồn cho biểu thức nào thì biết biểu thức đó, biết chưa? Được chưa? Được rồi. Như vậy các bạn thấy nè, tại một thời điểm bất kỳ nha các bạn, định luật kiết số vẫn đúng nha, hay là định luật tổng về hiệu định thế vẫn đúng nha. Ví dụ như tại một thời điểm bất kỳ, với mấy đứa ghi chú giùm thầy chỗ này nè, đây là một cái mà mấy đứa rất hay quên mà nó xuất hiện trong một bài khó nè. Tại bất kỳ một thời điểm nào, nếu các bạn có thể đo được hiệu định thế tức thời, trên R ví dụ 3V, trên L ví dụ 4V, trên C ví dụ như 5V, tức thời nha, gạch chân cái chữ tức thời cho thầy, thì hiệu định thế tổng cộng trên mạch đó, nó vẫn được cộng một cách rất đơn giản như ở phổ thông các bạn cộng 3V cộng 4V cộng 5V. Tại một thời điểm bất kỳ, tại thời điểm một T bất kỳ, nếu như các bạn thế vô, các bạn có được UR bằng 3V. Các bạn thế T vô đây, các bạn có được UNL là 4V. Các bạn thế T vô đây, các bạn có được UC là 5V. Thì hiệu điện thế trên toàn mạch đó, nó vẫn là 3 cộng 4 cộng 5. Tại thời điểm bất kỳ nào đó nha. Nếu các bạn đo được thật sự, nhưng mà đo tức thời khó đo lắm. Gần như không đo được. Nhưng mà các bạn biết nè, cái biên độ của thằng thứ nhất, ví dụ 3V. Cái biên độ thứ hai, thằng này thứ hai khoảng chừng 5V. Cái biên độ của người của đối tượng thứ ba là ví dụ 7V. 357. Thì cái biên độ của mạch cuối cùng nó tuyệt đối không phải là 3 cộng 5 cộng 7. Nhớ nha, biên độ là khác 3 cộng 5 cộng 7.
khác biên độ 1 cộng biên độ 2 cộng biên độ 3, khác U0R cộng U0L cộng U0C. Nhớ nha. Tức thời thì bằng, bởi vì đó là cái bài toán mạch bình thường thôi, tức thời thì vẫn cộng được. À. Nhưng không có cộng được theo kiểu biên độ. Tưởng tượng được không? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nhìn, tại một thời điểm bất kỳ nào đó, UAB nó sẽ bằng là U tức thời trên R cộng U tức thời trên L cộng U tức thời trên C. Tại một thời điểm bất kỳ nào đó luôn luôn có chuyện đó đúng. Nhưng mà UR thì biểu thức của nó là như thế này. UR nhân cos. UNL là UNL nhân cos của omega t cộng phi trên 2 UC là trừ phi trên 2. Bản chất khi chúng ta viết ra phương trình này là chúng ta nhìn thấy này. Như vậy, thực ra việc tổng hợp hiệu điện thế nó chính là tổng hợp dao động. Bởi vì đây thực ra là ba cái dao động khác nhau thôi. Cùng tần số. Có độ lệch pha không đổi theo thời gian. À. Như vậy ở một góc độ nào đó bài toán này quy về tổng hợp dao động. À. Như vậy tổng hợp dao động thì tổng hợp sao? Vẽ vector là tổng hợp là nhanh nhất. À. U giả sử chúng ta vẽ cái trục ngang là y. À. Đúng không? Thì UR chính là vector nằm ngang chung với y, bởi vì UR là không có lệch pha so với y. UR nằm ngang. Đúng chưa? UNL cộng tiếp nè. UR rồi cộng với UNL thì vẽ đầu đuôi nối tiếp. Mấy cái vector thì cộng phép cộng là cái vẽ đầu đuôi nối tiếp thôi. À. Thì UNL là tiếp theo nè. Nhìn nè. Từ A đến N là R. Từ N đến M là L. Thì đây giả sử chúng ta gọi điểm bắt đầu điểm A ha. Kết thúc cái UR này là điểm N. Đây. Thì A đến N nó là U, UR. À. Từ N đến M là UL. Mà UL chúng ta biết rồi. UL là sớm pha hơn Y, Pi trên 2. Nên từ đây chúng ta vẽ đứng lên. Cái chỗ này hiểu không nè, mấy đứa? UNL thì vẽ người vẽ đứng lên như này, hiểu không? Hiểu mấy đứa? Dạ có. À. Tiếp theo ha, từ điểm M, điểm M thầy đâu rồi? Từ điểm M này của thầy đi tiếp đến B là điểm UC, đây là M này. À, đi tiếp đến B chính là UC, được chưa? Đây, vậy thì hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch đó, nó là nối giữa điểm đầu và điểm cuối là AB. Đây, vector AB. À. Thì độ dài của vector đỏ này á, nó chính là biên độ tổng hợp. Và các bạn thấy này, giả sử độ dài của AN là biên độ của UR, biên độ UL, biên độ UC. Các bạn thấy không? Nó khác với cái chiều dài của vector đỏ. Cả ba cái này đều có thể khác hết. Tưởng tượng được không? Tưởng tượng được chỗ này không nè? Có ai đang không hiểu chỗ này không? Để dặn lại cho. Châu Anh hiểu không? Châu Anh. Dạ con đang đọc lại thầy ơi. Có bạn nào đang không hiểu đoạn nào không? Mấy đứa? Hello. Có bạn nào đang không hiểu chỗ nào không?
Anh Quân hiểu không? Anh Quân. Dạ yeah, hiểu. Hiểu tại sao cách vẽ như vậy không? À, cách vẽ thì con chưa hiểu lắm thầy. Thì cái tổng hợp dao động á, của em đó là mình tìm cái dao động tổng hợp, còn nhớ không? Ví dụ như chúng ta có cái dao động thứ nhất này. Giả sử chúng ta có một cái dao động thứ nhất, nhớ không? Dao động thứ nhất là ứng với là ví dụ vector có cái pha ban đầu, giả sử nằm ngang đi ha, nhớ không? Dao động bằng không. Dao động thứ hai có pha ban đầu bằng phi, nhớ không? Thì cái dao động tổng hợp của em nó có phải là tổng hợp của hai cái dao động này bằng cách là em cộng vector như vậy không? Còn nhớ cái này không? Dạ. Yeah. Nhớ không đã nè, đừng có dạ bậy. Dạ nhớ. Đúng không? Thì đây là cái cách để chúng ta gọi là gì đó? Tổng hợp hai cái dao động, tức là chúng ta tìm ra cái dao động tổng hợp biên độ là bao nhiêu, pha ban đầu là bao nhiêu, còn nhớ không? Thì biên độ là chúng ta cộng bằng cách là chúng ta sử dụng cái phương pháp gọi là cộng hình bình hành, hoặc là đôi khi chúng ta nhớ một chút ha, chúng ta cũng có thể dùng cái phương pháp gọi là gì đó, cộng tam giác. Còn nhớ cái nào? Đâu rồi? Còn nhớ cái này không? Thì khi mà mấy đứa cộng như thế này á, thì mấy đứa sẽ tính được cái đường chéo này nè, độ dài bao nhiêu, thì đó chính là biên độ của dao động tổng hợp. Nhớ không em? Nhớ không nè? Nhớ nhớ rồi. Sau đó chúng ta tính được cái góc này, chúng ta tính được cái phi và cái pha ban đầu á. Biên độ tổng hợp của hai dao động. Còn nhớ cái cộng không? Công thức của nó là gì nhớ không? A bình phương bằng gì nhớ không? Yeah, A bình phương bằng A1 bình cộng A2 bình cộng A1 A2 cos phi cos cái phi 1 trừ phi 2. Phi 1 trừ phi 2 dạ. Thì chúng ta nếu mà có hai cái vector để cộng á, thì chúng ta đơn giản là cộng thôi, bình hành cũng được, bởi vì nó có hai cái. Nhưng bây giờ trong cái bài toán này chúng ta bắt đầu có ba cái vector, nếu mà cộng hình bình hành mà thêm cái vector thứ ba nữa thì nó hơi rắc rối. Đúng không em? Dạ. Yeah. Đúng không? Bởi vì tự nhiên lòi ra cái vector thứ ba này giờ cộng sao? Tưởng tượng được không? Vector 1, vector 2 cộng lại vậy, xong vector 1 2 cộng trước ra cái vector này, xong rồi lại phải lấy cái vector tổng này đem đi cộng với cái vector thứ ba, tưởng tượng được không? Thì nó sẽ ra cái vector tổng cuối cùng là nó nằm như thế này nè. Tưởng tượng được không? Được. Cho nên là người ta sẽ không có ưu tiên trong cái vấn đề gọi là cộng cộng vector theo kiểu hình bình hành trong cái bài toán RLC, bởi vì khi chúng ta có nhiều vector hơn á mà cộng như thế này là chúng ta chết. Thì thay vì như vậy ha, thay vì như vậy chúng ta sẽ cộng theo kiểu tam giác. Cộng tam giác tức là cộng sao? Tức là cái thứ nhất cộng cái thứ hai thì mang cái vector thứ hai, vector thứ nhất là vector thứ hai. Vector thứ hai nối đầu với đuôi vector thứ nhất nè. Tưởng tượng được không? Yeah. Sau đó là cộng đến vector thứ ba thì lấy cái vector thứ ba giờ đến đây. Được chưa? Tưởng tượng được không? Được. Thì cái vector tổng cuối cùng là cái nối từ cái đầu đến cái cuối thôi. Đây, vector tổng cuối cùng. Đỡ mà công cộng lòng vòng không? Được. Hiểu vấn đề không? Được. Vẽ như vậy thì chúng ta đỡ mất công cộng lòng vòng. Hiểu không Quân? Được. Nó lý do tại sao thầy vẽ là UR là giữa hai điểm AN này. Sau đó đến UL là giữa hai điểm NM này. Chúng ta cộng liên tục ha, AN trước, AN là UR, NM, NM là UL, MB, MB là UC. Được chưa? Theo đúng cái cách mà chúng ta hay vẽ. Tưởng tượng được không? Vâng. Được. Mấy đứa khác tưởng tượng được không? Hoàng Quân. Hoàng Quân, yeah. Hiểu cái chỗ này không? Dạ có. Nó là cái bản lề đó, không hiểu thì hỏi nha. Chứ cứ có đi nữa là chết á. Hiểu cái tại sao thầy sắp xếp vector theo kiểu là như này không?
Dạ, sắp xếp để thực hiện cộng nó dễ hơn, vẽ hình nó dễ hơn, đúng không? Yeah. Yeah. Cái lợi thế lớn nhất của cái mạch RLC so với cái dao động bên này á, so với cái tổng hợp bên này á, là mấy cái góc này không có hỗn loạn, mấy góc nghiêng chỗ này nè, chỗ này nè, rồi chỗ này nó không hỗn loạn, bởi vì L là 90 độ lên mà C là 90 độ xuống, hiểu không Quân? Nên đâm ra là khi mà vẽ thì vẽ rất là gọn ha, này là L này, hiểu không Quân? Đây và còn C. Hả? Sao sao? Dạ tới đây vẫn có. Có gì? Dạ vẫn hiểu. À ok hả? Thì đó, giờ ba cái vector đó nó gọn gàng, nó vẽ vậy nè. Được được không? Là bởi vì cái góc mà mình chứng minh ở mấy bài trước rồi thì nó không có lộn xộn, nó không bị lộn xộn. Được chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta tính thử cái chiều dài vector đỏ này nha, hay là chiều dài vector vàng trên hình này cũng được. Chiều dài vector đỏ nè, thì đây thực ra bởi vì nó có góc nó đẹp quá, đâm ra nó là Pythagore các bạn. AB bình phương có phải bằng AN bình cộng với NB bình không? Thành tân. Yeah. Cái chỗ này hiểu không? Yeah. AB bình, UAB tức là AB đúng không? AB bình thì bằng là UR bình tức là AN bình, đúng chưa? Cộng với NB bình, mà NB có phải chính là bằng UL trừ UC không? Yeah. Đúng không? Dạ, yeah, dạ yeah, đúng. Đúng không? Dạ yeah, đúng. Ừ. Mà cái giờ UAB á là hiệu định thế toàn mạch thì chúng ta giả thuyết ha, thì nó bằng y nhân với z gì đó, giống như mình cách mà mình giả thuyết về cái dung kháng trở kháng á, mình cũng chưa biết z là cái gì hết, nhưng mà đại khái chắc nó phải liên quan đến cái tổng trở toàn mạch. Thì mình giả thuyết là u thì bằng y nhân z, u thì y nhân r đó, y, nhưng mà cái này nó không có phải chỉ có r nên gọi là z ha. Chỗ này hiểu không? Thành Tân. Yeah, yeah, hiểu. À, thì mình đặt đại thôi nha, cái này mình đặt đại thôi để mình tìm thử xem có biểu thức của Z không mà. Thì bên này là UR bình, còn UL trừ UC tức là bình nè. Mà UR á, chẳng bằng Y0R. Viết cái chỗ này thêm số 0 vào đây nữa, chúng ta cho nó đỡ bị nhầm lẫn ha. Vì nó có hai cái ký hiệu U lớn nữa. Mốt không thôi nhầm lẫn là chết luôn. Thì cái UR, U0R này có phải chính là Y0 nhân R không? Yeah. À, thì mình rút cái Y0 ra ngoài ha. Bởi vì UL này cũng là Y0 nhân ZL, UC này cũng là Y0 nhân ZC, được chưa? Yeah, yeah, được. Nguyên cái đám này có phải viết lại như thế này không? Y0 bình phương rút ra ngoài thành Y0 nè, đúng chưa? Trong này còn lại R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Hiểu không Tân? Dạ hiểu, dạ hiểu. Ừ. Như vậy em thấy không? Nó có biểu thức của cho Z không? Dạ có. Bằng gì? Dạ bằng căn của R bình cộng cho ZL trừ ZC tất cả bình. Ừ. Ha. Đến chỗ này mấy đứa có hiểu không nè? Hôm trước có một bạn nữa mà có cái avatar giống avatar của Hà Châu Anh, bữa nay đổi idol rồi. Ngọc Trâm đúng không nhỉ? Tên Lê Ngọc Trâm. Dạ. Ừ. Cái chỗ này hiểu không em? Dạ, sương sương rồi thầy. Chỗ nào chưa hiểu? Chỗ nào đang còn sương sương? Không, ý là em nghe thì em hiểu hết rồi. Ừ. Nhưng mà nó hơi mông lung một xíu. Mông lung chỗ nào? Mông lung chỗ nào? Học lý mà giống như kiểu lần đầu tiên có bạn trai vậy. Nhìn đâu cũng hiểu hết mà cuối cùng cái gì cũng mông lung hết. Ngọc Trâm, chỗ nào đang không hiểu? Không, ý là em nói là em hiểu hết thầy, nhưng mà kiểu em cũng biết giải thích sao nữa. Rồi, ok. Minh Ngọc hiểu chỗ này không? Minh Ngọc. Thái Vy. Thái Vy, Trương Thái Vy, ngủ rồi hả? Thái Vy, Phạm Nhật Lan Vy, ủa mấy thanh niên này chạy đâu hết rồi?
Phạm Nhật Lan Vi, ông Minh Vi, Phạm Nhật Lan Vi kìa, mới bật mic hả? Dạ, dạ thầy, thầy nghe con nói không thầy? Nghe, giờ nghe rồi. Dạ, bên giờ con sao? Bị lát. Ừ, hiểu không? Dạ, hiểu. Ừ. Chắc cái set đó của theo em là phải có đơn vị của gì? Z theo em phải có đơn vị của gì? Hello. Đâu ta? Mình đang hỏi ai ta? Lan Vy hả? Phạm Nhật Lan Vy hả? Alo. À. Yeah. Thầy đang nghi mày đang ở sao hỏa Vy ơi. Chứ hello, lát cỡ này là lát tín hiệu từ trái đất đến sao hỏa luôn đó. Thầy. Nghe. Yeah. Dạ, của Z là gì? Được là ôm. Ôm ha, bởi vì đơn giản nó Y nhân với lại Z thì nó ra U, thì đơn vị của Z phải là ôm. Đơn giản vậy thôi ha. Được chưa? Thành Tân. Thành Nghi không còn làm gì nè, sống ở sao hỏa sao. Chứ cái tín hiệu lag ở đó dạ, là phải tự chứ... Thành Tân hỏi, hỏi đi em. Dòng nào, dòng nào, dòng nào, từ dòng nào. Cái dòng in đậm đó này. Dòng in đậm rồi, ok. Thì cái kia cũng là U không R, U không L với U không C. À U không á, không á, U không á. Thì bị nhầm, thiếu cái đó. Đợi anh vậy nè. Viết thêm U không là bởi vì tí nữa chúng ta sẽ làm quen một cái khái niệm U khác cũng viết bằng U lớn luôn ha. Thành Tân hiểu không Thành Tân? Dạ hiểu thôi. À, ok ha, mình đi tiếp một chút này nè. Tân, khi nào thì vector đỏ mà vẽ như thế này là vector đỏ đang nhanh pha hay chậm pha hơn so với U? À, so với Y thì nói. Vector đỏ vector U đúng không? UAB đúng không? Thì yeah, đang vẽ trên hình đó thì là UAB nó nhanh hay nó chậm hơn so với Y? Dạ, nhanh pha. Nhanh pha ha. Vậy nếu như cái U đỏ này một bị hướng xuống đây thì là nhanh hay chậm so với Y? Dạ là chậm pha. Chậm pha. Vậy khi nào nó hướng xuống? Tức là khi mà cái MB của mấy đứa nè nó dài hơn NM đúng không? Bực quá nhờ, mỗi lần mà vẽ trên PowerPoint này thấy khó chịu kinh khủng luôn. Đây. Tức là khi mà MNB của em nó kéo tít xuống đây thì nó bị quay xuống thôi đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không Tân? Yeah, yeah, đúng. À, vậy khi nào thì vector đỏ hướng lên mà khi nào vector đỏ hướng xuống? Vector đỏ hướng lên khi và chỉ khi? Dạ, yeah, khi mà gì? UL lớn hơn UC. Đúng rồi ha, UL dài hơn UC. Mà U không L, cái chiều dài vector đó là U không L đúng không? U không L yeah, lớn hơn U không C. Mà U không L thì nó là Y không nhân ZL. U không C là Y không nhân ZC. Vậy cái này lớn hơn cái này khi và chỉ khi ZL lớn hơn ZC, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ đúng. À, như vậy khi mà ZL lớn ZC thì là U đỏ của em hướng lên, tức là Y U nhanh pha hơn Y. Đồng ý không? Dạ. Yeah. Thì khi mà U nhanh hơn Y á, chúng ta biết là UL là nhanh hơn U nhanh hơn Y, UC là trễ hơn Y. Nhưng UL là 90 còn UC là âm 90 đúng không? Tân. Dạ. Yeah. Thì chỉ cần nhanh hơn thôi, ở đây chắc chắn là không nhanh hơn 90 rồi, nhanh hơn 10 độ, 20 độ, 30 độ. 80 độ, 89 độ, nhưng 90 độ là không có đúng không? Thì người ta gọi là mạch có tính cảm kháng, nhanh hơn thì gọi là cảm. Tức là thằng L nó lớn hơn thằng C thì gọi là cảm, cảm kháng. Còn ZL mà bé hơn ZC, tức là UMB nó kéo tít xuống đây nè. À, thì là U nó quay xuống là trễ pha hơn. Đúng không Tân? Yeah. Ừ, lúc đó người ta nói là ZL bé hơn ZC thì mạch có tính dung kháng. Tức là thằng nào lớn hơn thì mang tính chất thằng đó, vậy thôi. Còn vô tình mà ZL bằng ZC, tức là UL bằng UC thì chuyện gì xảy ra? Dạ, thì hai cái vector đó nó triệt tiêu. Thì... À, hai vector này nó triệt tiêu lẫn nhau đúng chưa? Tại vì nó dài bằng nhau mà, nó triệt tiêu xuống đây luôn. Đúng không, vector đỏ đâu? Dạ, nó nằm ngang. Nó chính là trùng với vector gì đó? Dạ, Y. UR. Trùng với UR. Đúng chưa? Vậy nên ZL bằng ZC á, thì là U cùng pha với Y. Tại sao người ta gọi là mạch cộng hưởng? Tại vì khi mà ZL bằng ZC mình có cái gì? Mình có cái này nè.
đúng không? Đúng không ta? Dạ. Vậy thì lúc đó đó cái omega của mình tính ra có phải chiếm bằng căn bậc 2 của 1 trên LC không? Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah, đúng. Mà căn bậc 2 của 1 trên LC nó chính là omega 0 của toàn mạch. Tức là căn tức là cái mạch cộng mạch LC bình thường thì có omega của nó bằng là căn bậc 2 của LC. Chỉ yeah. Đúng chưa? Là cái công thức tính là cái mạch cũ. Đúng rồi. Thì nếu như ZL bằng ZC thì có phải omega trong mạch hiện nay, omega này là do cái gì gây ra nè Tân? Nhắc lại nè. Cái omega yeah. này nè, là do cái gì gây ra? Của cái bên ngoài, của cái... Từ cái nguồn. Yeah. Đúng chưa? Từ cái nguồn. Nếu như xảy ra hiện tượng này á, thì cái omega nguồn á, nó bằng căn bậc 2 của 1 trên LC. Đồng ý không? Dạ. Yeah. Mà căn bậc 2 của 1 trên LC nó lại chính là cái omega 0 của cái bộ của cái hệ này. Đồng ý không? Cho nên yeah. tính ra là omega nguồn thì bằng omega của hệ. Tác động từ bên ngoài trùng với tần số riêng của hệ. Vậy gọi là hiện tượng gì? Dạ, cộng hưởng. Đúng rồi, bản chất đây là cưỡng mức. Và cưỡng mức này thì vô tình nó bằng gì? Bằng tần số riêng của hệ. Đâm ra là cộng hưởng. Hiểu chưa Tân? Dạ, hiểu. Ừ. Hồi nãy bạn nào học song song điểm với từ bây giờ đến chỗ này hiểu chưa nào? Dạ, con học với thầy. À, con luôn đúng không? Nhưng mà cái này nó có khác gì cái mạch mà chỉ có R không? Tức là khi đó là cái L với cái C. Đúng rồi, mạch mà L với C mà bằng nhau, L, Z, L, Z, C bằng nhau nó chả khác gì mà có chỉ có mỗi R. Dạ. Tại lúc đó vai trò của L với C thực ra là biến mất rồi. Dạ. Nhưng mà đường cái nè, mạch chỉ có R thì nói nào ngay nó không có tụ và cuộn thì nó không phát ra sóng điện từ. Nhớ cái đó giùm thầy. Mạch mà có L với C ấy, thì có một cái thứ mà cái mạch chỉ có R không có là mạch L với C là nó có phát ra sóng điện tử. Nhà cái đó thì học sâu hơn nữa mới biết được. Yeah. Được chưa ta? Nhưng mà yeah. về mặt hiệu điện thế, về mặt hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch ấy, thì mạch mà có ZL và ZC nó chả khác gì cái mạch có mỗi R hết. Được chưa? Dạ, yeah, dạ yeah, được. Đến chỗ này mấy đứa hiểu không nào mấy đứa? Mình hiểu. Mình hiểu. Dạ hiểu rồi. Ừ. An Phú. Ủa nãy giờ An Phú nó bật mic online được suốt ngày nè. An Phú. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu thôi. Chắc chắn không đó? Dạ để hiểu được thầy. Bây giờ thầy tính như thầy cái tan ngồi góc. Thầy vẽ trên hình được rồi. Góc lệch với U với Y. Đây nè, cái góc này nè. Tan của nó nếu theo hình học trên hình thì bằng cái gì chia cái gì? Dạ. Trên hình. Nhìn trên hình. Dạ. Tan bằng cạnh này chia cạnh gì? Dạ, tan là bằng với lại là BN chia cho AN. BN chia AN. BN nó là gì? Dạ là UC. Ừ, MB với UC. Nhìn sao ra BN với UC. MB với UC. BN là gì nè? Dạ là UL trừ UC. Đúng rồi, UL trừ UC. Được chưa? U0 là trừ U0C. À, cái này. BN nè, U0 là trừ U0C. Chia cho UR U0R được chưa? Mà U0L bằng gì? Dạ yeah, U0L là bằng Y0 nhân ZL. Ừ, U0C Y0 nhân ZC U0R Y0 nhân R. Đúng rồi. À, vậy thì tất cả có thể đơn giản Y0 được không? Có phải chiếc đơn bằng cái này không? Đúng không? Đúng à. Thì bây giờ nhìn vào cái công thức này mới thấy nè. Nếu như U mà nhanh pha hơn Y á, thì phi đó là góc dương hay góc âm? Phi là góc chỗ này nè nha. Nếu U mà nhanh pha hơn Y thì phi là góc dương hay góc âm? Hả? Đâu rồi? Anh Phú? Ừ kìa. Đang hỏi mà. Bằng điện Anh Phú. Dạ dạ thầy. Ừ. Nếu mà
U nhanh hơn Y thì phi là góc dương không? U mà nhanh hơn Y thì góc này là góc dương này. Còn U mà trễ hơn Y thì góc đây góc âm này. À, vậy góc dương thì tan dương hay âm? Rồi góc dương thì tan dương. Góc âm thì tan âm. À, thấy không nè, khi nào thì nó dương, khi ZL lớn hơn ZC, thấy không? Khi ZL lớn hơn ZC thì tan nó sẽ dương, được chưa? Phú? Được hay. À, ZL lớn hơn ZC thì tan nó dương, tan nó dương tức là U nhanh lên đi, tan dương tức là góc ngửa lên nè, U nhanh lên đi, được chưa? Yeah. Còn khi mà ZL bé ZC, cái R này, R này thì luôn luôn dương ha, nên ZL bé ZC mà âm, ZL bé ZC ha, thì U nó sẽ bị hướng, tan nó sẽ bị âm, tức là U nó hướng, hướng xuống. Đồng ý không, anh Phú? Dạ. Những cái đoạn trên này có thể được ghi nhớ rất là nhanh bằng cái này nè. Hiểu không, Phú? Dạ, được rồi. Vậy nếu như ZL bằng ZC thì tan bằng mấy? ZL bằng ZC thì tan bằng 1. 1 sau 1, em trừ sau đó 1. Còn từ từ thầy để em tí. Quá đáng chứ. Mấy đứa hay trả lời linh tinh nhỉ? Dạ bằng 0 thầy. Thì đúng rồi, tan bằng 0 là góc bao nhiêu? Dạ tan thầy để em tí. Bấm máy tính hả? Dạ là 0 thầy. Ừ. Tan 0 thì là góc 0, góc 0 là góc sao? Là góc này nè. Đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ, lúc đó U cùng pha với okay. Hiểu chưa nào? Hồ Thiên Ngân hiểu không? Thiên Ngân. Dạ. Đâu rồi? Dạ. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Dạ được. Cái tan phi này mà Dương nói lên điều gì? Vậy là UL nó lớn hơn. Lớn hơn UC. Lớn hơn mà lớn hơn ai chứ? Lớn hơn UC đúng không? Dạ. À, thì khi UL lớn hơn UC thì U toàn mạch nhanh pha hay chậm pha so với Y? Nhanh pha rồi. À, nhanh pha so với Y ha. Thì UL lớn hơn UC khi nào? Là U0L lớn hơn U0C khi nào? Được, khi U nó nhanh hơn Y. Ôi trời ơi. Đang hỏi là UL lớn hơn UC, U0L lớn hơn U0C khi nào? Đây nè, U0L có phải bằng Y0 nhân ZL không? À, dạ. U0C có phải bằng Y0 nhân ZC không? Dạ. Vậy nó lớn, UL nó lớn UC khi nào? Khi ZL lớn hơn ZC rồi. Chưa. Vậy tức là khi ZL lớn ZC thì U nhanh pha đi đúng chưa? Dạ. Ngược lại là khi UL tức là ZL bé ZC thì U chậm pha đi đúng chưa? Dạ. Còn nếu mà ZL bằng ZC thì cái tan này ra nhiêu? Dạ là không. Không. Góc là nhiêu? Không à. Ừ. Góc không có phải là vector nó nằm như vậy không? Dạ. Đúng chưa? À. Dạ. Thế đây này nhìn nè. ZL lớn ZC thì tan là dương hay âm? Dương ạ. Dương có phải là góc lên trên này không? Dạ. Tức là U nhanh pha ni đúng chưa? Đúng chưa? Dạ. À. Còn nếu ZL bé ZC thì tan là âm hay dương? Vậy là âm. Âm thì góc âm hay dương? Âm. Góc âm luôn ha, góc âm thì như này đúng không? Dạ. Từ từ, từ đây quay xuống là âm, từ đây quay lên là dương. Được chưa? Dạ. Chưa? Hiểu được cái đoạn này chưa? Dạ rồi. Rồi ha. Nhưng mà nhớ nha, cái đoạn này nó chỉ đúng khi mà chúng ta nói là U của phi tức là góc lệch pha của U so với Y thôi. Chứ còn Y so với U thì bị đảo lại nha. Ví dụ trong trường hợp này nè, U nhanh pha Y tức là Y trễ pha U. Đi thi đôi khi người ta cho mấy cái mấy câu cắt cớ đảo 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 vị trí như vậy ha. Chúng ta lưu ý cái đề kỹ một tí nha. Được chưa? Để lao 15 phút nha. Rồi chúng ta tiếp tục, được chưa mấy đứa? Dạ thầy ơi. Ơi, hỏi. Mấy cái U0L, U0C, U0R là đều lớn hơn không?
U0 á, thì nó là cực đại, nó là biên độ dao động đấy. Biên độ dao động thì luôn luôn là số dương rồi. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Dạ cái này ví dụ như mà U0L nó bằng 0 gì cái tan phi đó nó sẽ là trừ U0C chia U0G. Mình vẫn U0L bằng 0 khi nào? Dạ cái tan phi. Không, U0L bằng 0 khi nào? U0L bằng 0 khi nè. ZL ZL bằng 0 khi nào? Yeah. ZL bằng gì? ZL bằng U0. À không, ZL công thức ZL, công thức cộng tổng quát của ZL bằng gì? Công thức ZL nó sẽ bằng omega nhân L. Giờ mạch thì mạch sẽ chiều là omega có đúng không? Dạ. Yeah. Vậy ZL bằng 0 khi nào? Khi L bằng 0. Tức là không có L. Đúng không? Dạ. Yeah. Thì một khi mà không có L thì mạch nó sẽ như này nè, dục này ra. Thì còn mỗi R với lại C thôi, thì vẽ như này nè. Tưởng tượng được không? Dạ được. Tưởng tượng được không? Như vậy thì U này chắc chắn là luôn luôn trễ hơn Y rồi. Đúng không? Nè, 0 trừ ZC chia xuống là ra số âm. Dạ. Yeah. Đúng không? Mà số âm thì chắc chắn là U trễ pha hơn Y. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu câu hỏi. Hiểu cái ý đó chưa Tân? Dạ hiểu. Ừ. Và nếu không có C? Không có C tức là gì? Tức là ZC bằng 0 ha. Đúng không? Yeah. Không có C tức là gì? Là C nó là vô cùng. À, thì ZC bằng 0. ZC bằng 0 thì sao? Yeah. Thì là số này luôn luôn dương. Tưởng tượng được không? Dạ yeah, được. À, số này luôn luôn dương thì nó dẫn đến gì? Phi luôn luôn dương. Phi luôn luôn dương tức là phi luôn luôn. À, U luôn luôn nhanh pha hơn đi. Yeah. Đúng không? Yeah. Nào mấy đứa. Rồi, để lao 15 phút nha. Ok. Mấy đứa. Yeah. Hello. Để lao 15 phút thì chúng ta tiếp tục nha.